của anh thôi. Cái vấn đề là như này nhá. Thì làm cái việc ấy, vâng. Bây giờ như thế này, tôi nói với chị nói như thế thì tôi nói với chị như này nhá. Cái thứ nhất, tài sản trên đất nó là tài sản của gia đình tôi. Phải không ạ? Và đất thì tôi đã nhận từ năm 1999 nhá. Đất tôi đã nhận từ năm 1999. Và tôi hoạt động nó đến nay là năm thứ 17. Đúng không? 18 rồi đấy. Không vấn đề gì. Thế bây giờ tòa án lại đến tòa án mà thẩm tra đánh giá tài sản. Tôi chả hiểu rằng là cái tài sản của tôi nó có vấn đề gì mà lại phải cần đến tòa án về đây đánh giá tài sản của tôi. Đúng không? Đấy. Thế còn cái đất thì tôi khẳng định với môn tòa án một điều này này. Đất là tôi nhận từ chính phủ từ năm 1999, có liên hạn sử dụng là 55. Đấy. Theo nghị định 01 chính xác, không có vấn đề gì thay đổi nhá. Thế còn bây giờ cấp nào làm việc gì thẩm quyền đến đâu thì nói với chị như này này, cái đất 01 này này thì nó thuộc thẩm quyền của nhà nước giao. Khi nếu như có nhu cầu thu hồi thì phải được có công văn trình chính phủ phê duyệt công văn đó và mới được phép thu hồi. Và thu hồi đây là phải thu hồi để làm các công trình phúc lợi công cộng, an ninh quốc phòng, môi trường dân sinh, chứ không phải thu hồi của ngày để giao người khác. Quốc hội họp năm 2013 đã nghiêm cấm cái việc đó nhá. Thế là đấy là tôi là người dân và tôi nhắc lại với các anh các chị ở đây nó là như thế. Thế còn thì cái vấn đề bây giờ gia đình chúng tôi đang yên ổn làm ăn 17 năm nay, bây giờ bỗng dưng tòa án công an đến bảo rằng đi kiểm kê cái tài sản của tôi. Lý do thì kiểm kê tài sản của tôi nó có ảnh hưởng, tôi có làm ảnh hưởng đến ai đâu. Hiện nay tôi canh tác trên mảnh đất này, tôi không vi phạm một điều gì đến ai cả. Khi nhà nước có yêu cầu tôi đóng góp cái gì tôi đóng góp cái đó, hoàn toàn không có một điều gì là tôi chê hay như nào với mẹ nhà nước cả nhá. Đấy, khi nhà nước thu thuế chúng tôi đóng thuế, khi nhà nước dừng thuế thì chúng tôi người dân chúng tôi được hưởng cái đó, và chúng tôi vẫn đang canh tác, chúng tôi vẫn đang cho nó làm một ngày một tốt lên, bởi vì nó là cuộc sống của chúng tôi. Đất nó là nguồn sản xuất và thực ra đối với người nông dân chúng tôi nó là nguồn sống của chúng tôi, chứ không phải là cái chuyện mà bây giờ bỗng dưng có một anh đến đây, sau đó anh ra anh bảo cái đất này của anh ấy, thế và anh ấy cậy cục đến các cấp chính quyền huyện, tòa án huyện, chị là tòa án huyện đúng không ạ? Vâng. Thế bây giờ lại huyện lại xuống đây lại can thiệp vào cái đất này, thế vậy thì người dân chúng tôi trông cậy vào ai? Đây được rồi nhá, anh đã nói thế tôi có ý kiến luôn này với anh nhá. Vâng. Thì tôi vừa giới thiệu với anh tôi là oanh và là thẩm phán Trần Thị Kim Oanh của Vâng. Anh Sơn. Vâng. Thì chúng tôi đã nhận được cái đơn khởi kiện công ty chè. Vâng. Khởi kiện đối với anh. Thế thì chúng tôi cũng báo, có giấy báo đúng không? Giấy báo cho anh rất nhiều để anh đến tòa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của anh. Thế nhưng mà anh toàn từ chối đúng không? Tôi nói với chị câu như này. Nếu là tôi chưa hề nhận bất kể, tôi chưa hề được nhìn thấy hoặc được có một ai đó đưa cho tôi bất kể một cái giấy nào từ tòa án nhá. Có phải chăng có một hôm mẹ tôi bảo là có một người đến đưa cái gì đó, nhưng tao không biết, tao không nhận, đấy là mẹ tôi. Còn tôi không, bởi vì chúng tôi người nông dân, tôi đi làm, chúng tôi không phải lúc nào tôi ở nhà để mà chờ cái nọ chờ cái kia. Thế cho nên là cái này các chị cũng phải hết sức. Và cái việc tôi đã nhìn thấy hay chưa thì cái này điều tra sẽ thấy rằng tôi đã được tiếp giáp với lại cái tôi đã được trực tiếp với lại cái người đưa cái này đến cho tôi hay chưa, thì cái đó điều tra sẽ biết. Chúng ta cũng không phải nói ở đây nha, đúng không? Thế còn cái việc hôm nay tôi thấy các anh các chị đây là tôi rất bất ngờ. Thế thì anh có mặt đây thì chúng tôi cũng giải thích luôn cho anh. Thì trong quá trình thụ lý giải quyết thì tòa án đã thụ lý cái vụ án này là từ ngày 25 tháng 4 năm 2017. Thì cũng đã gửi đường giấy cho anh, thì là bưu điện người ta toàn trả lại là ghi là khách hàng từ chối không nhận. Thì hôm nay chúng tôi, tòa án tôi là đến thành lập cái hội đồng về việc là xem xét thẩm định tại chỗ và định giá tài sản tại chỗ, cái tài sản trên đất. Chứ chúng tôi cũng không giải quyết một vấn đề gì không. Về cái tài sản, cái tài sản trên đất cũng là tài sản của tôi. Và theo như tôi hiểu ấy nhá, theo như tôi hiểu thì cũng không cần ai đó phải đến đánh giá tài sản nhà tôi, bởi vì cái tài sản nhà tôi nó không liên quan gì đến ai cả. Thế bây giờ cứ chẳng nhẽ là bây giờ tôi phát đơn kiện chị thì cũng có tòa án đến đánh giá tài sản nhà chị à? Thế thì người ta cứ đấy, người ta kiện đúng không? Hội đồng xét xử người ta sẽ quyết định, lúc đó là hội đồng xét xử của tòa án ta quyết định là ai đúng ai sai cái việc ấy. Thì hôm nay là chúng tôi chỉ thành lập cái thành phần hội đồng định giá và thẩm định, thì là
cũng mong muốn anh này có mặt đây và đại diện chính quyền địa phương là có ở xã, có chính quyền địa phương xã và thôn, có thôn. Và chúng tôi mời thành phần hội đồng thẩm định và định giá tài sản đến đây làm việc, thì cũng mong anh là tạo điều kiện cho tòa án và hội đồng người ta làm việc. Còn chúng tôi cũng chưa khẳng định là việc đó là của anh đúng hay là của công ty đúng, tại vì chúng tôi chưa giải quyết vấn đề đó, mà hôm nay chúng tôi chỉ làm việc là thẩm định và định giá cái tài sản đó thôi. Sau đó mới là đưa ra tòa án sẽ xét xử, đó là quyết định là bằng một bản án của hội đồng xét xử. Bây giờ như này nhá, tôi thì làm hôm nay vì thế như thế thì rất là mong muốn anh là tạo điều kiện cho tôi có cái ý kiến như thế này nhá. Cái thứ nhất, tôi hoàn toàn không đồng ý với việc kiểm kê tài sản nhá. Cái thứ hai là tôi cũng nhắc lại, cấp nào giao đất thì cấp đó có thẩm quyền làm việc về đất đai, vậy thì huyện không hề giao đất cho tôi. Và đây tôi chỉ thông báo, tôi không đồng ý thôi nhá. Còn cái việc các anh các chị đến đây, bởi vì các anh các chị có rất nhiều người, tôi chỉ có một mình thôi, các anh các chị làm gì đấy việc của các anh các chị. Nhưng cái việc tôi đồng ý hay không thì tôi chỉ nói một điều với các anh các chị là tôi không đồng ý việc làm này của các anh các chị, đúng không ạ? Chứ không phải là tôi vác dao vác gậy, tôi cản trở. Ok nhá, các anh cứ yên tâm đi, không cần để bằng này con người đâu. Cái việc làm ở đây ấy, của các anh các chị thì sai hay đúng thì có cấp trên giải quyết, chứ còn không phải ta chỉ cần nhá. Thế còn cái công ty cổ phần chè Mỹ Lâm này, họ ra đời, tôi chỉ nói chị biết là họ ra đời sau tôi, nghĩa là họ là năm 2009 họ mới có mặt ở đây, phải không ạ? Họ mới có mặt ở đây không, bởi vì sao? Tòa, rõ cái quan điểm của anh và để bảo vệ quyền lợi của anh đến tòa và chúng tôi là tôi biết thừa rằng nếu tôi đến tòa là các chị cũng chỉ công bố như những phiên tòa trước, chứ tôi không biết đâu là bởi vì sao, vì người dân chúng tôi là thấp cổ bé họng và chúng tôi chỉ nói ở đây này, có thể cấp trên nữa mới có thể giải quyết được vấn đề này. Còn với các chị thì tôi hiểu các chị rồi, nếu giải quyết theo quyết định nghị định 01 nhá, thì đảm bảo với các anh các chị rằng các anh các chị cũng không phải vất vả việc này, cũng không phải làm cái việc này, bởi vì 01 55 nữa mới, không phải 5 năm nữa mà 34 năm nữa, 30, năm nay là 17 năm rồi, 33 năm nữa. Đấy, thì chúng ta không có cái điều gì phải nói cả. Thế còn ở đây tôi nói với các anh chị này này, công ty cổ phần chè Mỹ Lâm khi thành lập ở đây, tôi chỉ yêu cầu họ rằng nếu họ bắt tay với tôi, ký hợp đồng mua bán sản phẩm với tôi, xong. Thế nhưng họ không làm việc đó, dứt khoát họ không làm việc đó nhá. Và họ cũng tuyên bố thẳng thừng với tôi là họ không mua chè của tôi. Chè của tôi từ năm họ có mặt ở đây là tôi phải bán trôi nổi trên thị trường. Đấy. Cho nên là cũng không thể nói gì nữa. Tôi có thể anh cũng tạo điều kiện và để bảo vệ quyền lợi cho cá nhân mình ấy, thì là nếu anh không lên tòa được thì chúng tôi tòa án sẽ cùng với anh và công ty để hòa giải giữa hai bên để xem như nào để thương lượng về hợp đồng ấy. Thế tôi để bảo vệ quyền lợi của mình. Cái hợp đồng của tôi là hợp đồng đã có, sao lại phải thương lượng với nó nhỉ? Để bảo vệ quyền lợi của mình. Hiện nay nhá, hợp đồng của tôi đã có. Tôi khẳng định một điều rằng hợp đồng của tôi có hiệu lực nhá. Có hiệu lực. Không, cái này chúng tôi khẳng định với chị một điều này này, chúng tôi sẽ không dây vào bất kể một cái gì. Bởi vì sau khi chúng tôi đã có rồi nhá, khi tôi đã có cái nhà rồi thì tôi không muốn ký rằng tôi vay của ai, tôi mượn của ai cái nhà này nữa. Bởi vì khi tôi đã có rồi tôi cứ lấy được sử dụng thôi, chứ tôi không muốn dây dưa đến. Muốn là anh đến. Đấy. Đấy là anh làm một cái bản tự khai hoặc là để tòa án ấy viết cái bản tự khai. Tôi thì quan điểm của tôi như này. Quan điểm của anh là về anh hợp đồng với công ty chè từ 01 như nào anh trình bày vào đấy. Anh làm hết tất cả những cái diễn giải của anh ấy. Cái đó nhá. Thì thực ra mà nói này. Tôi mới xem xét được. Bây giờ cái đó tôi nói với chị như này này. Tôi nói cái đất 01 này như này nhá. Cấp nào giao đất thì cấp đó có thẩm quyền thu hồi đất. Vậy thì cái tài liệu đó nó nằm tất ở cái cấp đã giao đất cho tôi. Người ta có thì tôi phải làm nữa. Vì tôi phải trình bày đó. Chỉ giải thích như thế để anh đến là bảo vệ quyền lợi của anh và nó có thể hiện trong hồ sơ thì tòa án mới căn cứ. Trong hồ sơ là đấy, tại cái bản tự khai này anh ấy khai là ngày tháng năm này anh có hợp đồng với cái 01 vì lý do gì như này, và nay công ty khởi kiện anh về cái này thì anh bảo anh tôi không nhất trí vì là tôi không thực hiện với công ty trẻ hay như nào đấy, anh phải có ý kiến quan điểm của anh. Tại sao tôi đấy, cái công ty này nó vừa mới thành lập xong mà tại sao tôi nó cần tôi thì nó phải bắt tay với tôi chứ tại sao bây giờ? Thế là mong muốn là anh đến để bảo vệ quyền lợi của anh. Thế nhưng mà hôm nay đấy chỉ giải thích cho anh về cái vấn đề như thế, nhưng mà để mong muốn là một ngày nào đó mà tòa án sẽ có một cái giấy báo mời anh lên thì anh đến tòa để cùng giải quyết một cái việc này là tòa để nghe tòa tuyên án đúng không? Không, chúng tôi đến để hòa giải thôi, chúng tôi chưa xét xử, để hai bên đưa ra, ví dụ anh đưa ra. Tôi rất sợ cái từ tòa tuyên án. Không, bởi vì sao? Tòa là bên trên. Thế
sau khi chúng tôi thẩm định giá mà trên cái giá trị tài sản này thì chúng tôi mong muốn là anh đến và chúng tôi, tại vì tôi giải quyết rất nhiều vụ án chè rồi thì cũng rất nhiều là các hộ là cùng với công ty đàm phán được, thế là tôi hôm nay tôi cũng mong muốn là anh sẽ có một ngày là chúng tôi có một cái giấy nữa thì anh nhận và anh đến tòa để anh thể hiện toàn bộ cái ý kiến quyền lợi của anh trong cái bản khai của anh ấy để chúng tôi căn cứ vào hồ sơ. Của anh bây giờ, người dân chúng tôi đang làm ăn, chúng tôi phải lên tòa án để chúng tôi khai mới nhận thế này thì. Đấy, đấy là quyền lợi của anh. Thế để mong muốn anh đến để chúng tôi giải quyết. Còn hôm nay chúng tôi đến thì chúng tôi là chỉ để thẩm định toàn bộ cái giá trị tài sản trên đất chè và dưới đất chè thôi, chứ chúng tôi không làm một vấn đề gì khác. Thì hôm nay thành phần đến thẩm định là gồm có tòa án là đứng ra và cùng với các cơ quan liên quan, là trong đó chúng tôi cũng có mời công an xã và công an huyện đến để tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi làm việc. Thế là hôm nay anh đến có mặt ở đây thì cũng rất là thuận lợi. Nhưng mà tôi thấy các chị đến mà các chị đi thẳng ra vườn nhà tôi là cái việc cái đầu tiên tôi không đồng ý. Tôi có nhà, tôi đang ở nhà mà các chị đi qua nhà tôi, các chị đến thẳng vườn mà vườn này là vườn nhà tôi nhá, đấy là một điều tôi không đồng ý ngay từ ban đầu. Cái thứ hai là ở đây tôi nói luôn với chị từ ngay từ ban đầu rồi, tôi không đồng ý bởi vì sao? Đất của tôi đã có bản đồ có giá trị từ khi tôi nhận, có đầy đủ rồi, tôi không có nhu cầu kiểm tra lại tài sản, phải không ạ? Đấy là tôi nói như thế. Thế còn cái việc các chị canh, các chị đây, nếu các anh chị đây, các chị đang có quyền, các chị có rất thế lực rất đông đúng không? Tôi đảm bảo với chị rằng tôi chỉ đứng nhìn, tôi không có một hành động gì khác. Còn nếu các anh chị cứ làm thì đấy là không tạo điều kiện, không tạo điều kiện, vì đất của tôi không việc gì phải làm cả nhá. Thế còn các anh chị làm, đây là các anh chị làm theo cái việc của các anh chị, chứ còn tôi là tôi không đồng ý. Tôi nói thật là 1000 lần tôi không đồng ý với việc làm, bởi vì việc làm này tôi biết rằng nó không có lợi với tôi. Cái thứ nhất, đất này tôi đã nhận 17 năm nay rồi, tôi nhận nó 17 năm nay rồi nhá, tôi đang hoàn làm ăn sinh sống bình thường trong 17 năm nay rồi, mà tự nhiên bây giờ lại có một anh đến, mẹ lại các chị lại lên toán, các chị đến để bảo là đi kiểm tra cái của tôi. Thế tự nhiên làm sao, vì lý do tại sao lại phải kiểm tra? Người dân chúng tôi không biết, đúng không? Tự nhiên tôi đang bình yên 17 năm nay, mà bây giờ đến 16 năm, đến năm thứ 17, mà lại có người đến lại bảo rằng là tôi phải đi kiểm tra cái tài sản nha anh. Tôi đấy. Định tại chỗ cái tài sản là theo cái yêu cầu của công ty chè. Công ty chè thì có liên quan gì đến tôi? Thì đấy, tôi giải thích rồi, thì anh phải đến tòa và anh phải có mặt để anh bảo vệ quyền lợi của anh nhé. Rồi, anh đến. Thế sao này? Chúng tôi làm việc ý. Sao này? Cách duy nhất nha. Thẩm định, xem xét và tôi nói với chị một lần nữa này. Cái mắt của tôi này này, là tôi chưa được nhìn thấy cái giấy mời hay cái thư mời từ tòa án về đến tôi, là tôi chưa hề được tiếp xúc với nó nhá. Nên nhớ một điều hôm nay tôi nói với chị ở đây, còn cái việc tôi nói đúng hay sai, nếu các chị cần, các chị điều tra. Nhá. Hỏi ngay người đưa thư xem đưa cho ai. Tôi là Nguyễn Xuân Đoán, còn đưa cho ai đó không phải là tôi. Nhá. Còn hôm nay các chị bảo chị đưa tôi nhiều lần và tôi không hợp tác. Cái đó là không đúng. Nên tôi nói luôn đây là không đúng. Cái việc đó là không đúng. Và cái việc thứ hai là tự nhiên hôm nay có một số người rất là đông đến đây. Tôi đừng đi bắt bạc. Thế mà các anh đến, các chị đến mà cái bản thân tôi là chủ đây mà tại sao tôi không được thông báo? Các anh, các chị coi thường người công dân quá mức nhá. Thứ nhất, các anh đi qua cổng hỏi thăm có đúng nhà này không, đúng bảo hôm nay chúng tôi làm thì chúng tôi trình bày được, các anh các chị đu các anh ra thôi. Nếu như tôi là người không đủ sức kiềm chế, nó xảy ra một cái gì đó thì sao, đúng không? Tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra nhá, các chị nên nhớ một điều thế. Đây là do các chị làm, các chị một là các chị ỷ thế, các chị có quyền lực, các chị cứ làm. Hai là các chị quá coi thường chúng tôi nhá. Bởi vì sao? Các chị phải biết rằng là các chị phải, cái người ta đưa cái giấy này, người ta bảo với chị rằng là tôi không hợp tác, nhưng chị phải điều tra xem có chính xác là tôi không hợp tác hay không, đúng không? Tôi là con người như thế nào? Chứ bây giờ các chị có ngừng, các chị làm như thế, thực ra tôi không đồng ý ngay từ giây phút ban đầu. Chúng ta không có thiện cảm với nhau ngay từ đầu rồi, đúng không? Có mặt tại đây thì là tòa án cũng làm trực tiếp luôn với anh đấy, cũng thông báo lại toàn bộ cái nội dung là có cái đơn khởi kiện của công ty chè và tòa án đã thụ lý vụ án này, là thụ lý số 20 ngày 25 tháng 4 2017. Thế là tòa án đã thụ lý giải quyết, mà cũng có một số cái giấy báo mà anh bảo không nhận được, đúng không? Thì tòa án cũng xem xét lại cái chỗ ấy. Và cái thứ hai là vì là hôm nay tòa án tổ chức về việc xem xét thẩm định tại chỗ và cái định giá tài sản tại chỗ mà anh có mặt đây thì cũng là rất phấn khởi. Thì để anh biết được cái nội dung mà tòa án đã truyền đạt được cho anh biết là công ty chè đã khởi kiện vụ án và tòa án đã thụ lý vào ngày 25 tháng 4 rồi.
Thì là hôm nay tòa án này cũng không làm việc vấn đề gì giải quyết là ai đúng ai sai về cái này. Và tòa án chỉ tiến hành là quyết định xem xét thẩm định tại chỗ về cái nội dung của thôi bây giờ nói như thế là nói như thế này. Cái thứ nhất là bây giờ như thế này. Tôi bản thân tôi chưa nhận được giấy. Phải không ạ? Hôm nay chị đưa giấy thôi, tôi nhận giấy. Đúng không? Ta làm cho nó từng bước một đúng không? Chứ đùng đùng mắt anh lên ra vườn nhà tôi không bảo ông kiểm kê tài sản cho tôi. Chứ tài sản nhà tôi nó là của tôi, làm sao ai phải đến đây mà kiểm kê tài sản? Nhá. Không được, không thể đằng nào cũng làm được, bởi vì cái này tôi nghĩ rằng một điều rằng nó không liên quan gì đến ai. Thực ra nói nhá, không đúng trình tự chị ạ. Chị làm cho đúng trình tự đi. Đúng chưa? Chưa thể đúng trình tự được. Chị vào nhà tôi tao lập văn bản ký đàng hoàng. Không, mời anh ra xã làm việc. Hả? Tôi không làm việc ở đây mà tôi mời anh ra xã làm việc. Đấy. Mời ra xã? Vâng. Cũng được. Ok. Không, chị không mời tôi được. Cách nhất tôi là người của xã. Xã mời tôi đến. Còn không ai mời tôi đến vì sao? Cách nhất tôi nói luôn chị này. Nếu như cấp huyện ngày xưa có giao đất cho tôi, chị alo phát tôi đến luôn. Nhưng cấp huyện không giao đất cho tôi. Tôi nói chỉ cấp huyện không hề giao đất cho tôi. Vậy thì cấp huyện không giao đất cho tôi thì cũng đồng nghĩa việc cấp huyện không đủ thẩm quyền để giải quyết. Thế vì anh có nhất trí là ra xã thì tôi mời anh trực tiếp ra xã để giải quyết luôn. Theo tôi như thế này nhé chị nhé. Thôi chị cứ đưa tôi cái giấy mời được. Bởi vì tôi là người nông dân chị nên tôi còn đang đi làm đây. Chúng tôi không phải là cái người ngồi đấy có lương. Chúng tôi phải đi làm để nuôi sống bản thân. Chị đưa giấy tôi, chị đừng hành chúng tôi. Nhá, chị mời trực tiếp chị đưa giấy tôi. Chị không phải hành chúng tôi theo kiểu đó. Nhá. Chúng tôi còn phải làm việc. Ý là anh muốn ở xã giải quyết với anh. Xã cũng được, nhưng tôi không cần thiết phải ra đến xã mà chị cứ đưa đây giấy rồi. Chúng tôi mời trực tiếp mà hôm nay chúng tôi sẽ nhờ ủy ban xã đây. Và chúng tôi sẽ giao cho anh, tại cái bác trưởng xóm bác giao cho anh một cái thông báo thụ lý vụ án. Nhá. Đấy là để biết, anh biết được cái nội dung tòa án này thụ lý giải quyết vụ án. Tự nhiên tôi thấy là tự nhiên ông này, tự nhiên các chị lại bảo gọi ta lên tòa để thụ lý vụ án. Thế bây giờ nó phải có, nó phải rõ ràng vấn đề. Tôi hỏi nhá, bây giờ như này, bên kia người ta kiện tôi phải không ạ? Từ ngày người ta kiện tôi đến giờ, các chị chưa hề có một người nào vào đây để thẩm tra, để điều tra. Bây giờ vào đùng đùng một phát bảo kiểm tra, chị chưa điều tra qua cái sự việc này, bây giờ đùng một phát về đây làm. Thế là như thế nào? Có phải đùng phát bách mà cả cái nhà kia có đánh bạc vào bắt, đúng không? Đấy, các chị làm không đúng trình tự một chút nào nhá. Tôi nói các chị thế bởi vì tôi là người nông dân nhưng tôi nắm bắt cái lĩnh vực này. Là tôi cũng phải nắm bắt để tôi tự bảo vệ bản thân. Đấy, chứ không phải là cái chuyện. Làm việc thì anh có làm việc không? Có chứ. Vì anh ra luôn thì. Ra được mà. Đằng nào giờ đang mưa không làm được gì. Được, anh tạo điều kiện để ra xã làm việc. Chúng tôi là biên bản làm việc đấy nhá. Và để làm việc với anh tại xã. Thứ ra này, tôi nói chị nhá, tôi làm việc không tôi cần biên bản các chị đâu nhá. Không, chúng tôi nếu làm việc với tôi không bao giờ tôi ký kết vào bất kể một cái thứ gì ngoài cái 01 tôi đã ký. Nhá, bởi vì sao? Cái đó mới là cái của tôi. Thế thì anh cũng không nhất trí là ký hoặc cái gì ra, có ra làm việc anh cũng ký. Làm việc thôi, bởi vì sao? Để tôi hiểu được xem các chị là ai. Không thể ký được, bởi vì thực ra nói chị giờ nó là miếng cơm manh áo của chúng tôi. Nhá. Thì chúng tôi cũng đã thông báo trực tiếp cho anh biết được rồi. Bây giờ các chị này, các chị đè ra các chị làm một cái cách như này, tôi thấy là các anh các chị làm tôi thấy nó chả có một cái trình tự gì cả. Cái thứ nhất trình tự không có nhá, không định giá tài sản thì tôi không đồng ý đâu nhá, tôi nói ngay từ đầu đấy. Không, cái việc hội đồng làm là việc của hội đồng. Tôi không đồng ý, là tôi nói là tôi không đồng ý, không có chấp anh bảo đấy. Anh đồng ý cho chúng tôi làm việc này tôi mới được làm nhá. Còn cái việc hôm nay các anh các chị rất là đông phải không ạ, đầy đủ ban bè để làm cái việc gì đó, kể cả chị anh cái chị đốt nhà tôi cũng vẫn phải chịu. Nghĩa là hôm nay tòa người ta chỉ đi đứng điểm này điểm nọ, người ta tính cái lô này là bao rộng bao nhiêu, không ai làm cái gì cả. Không, như này anh nhá. Anh cứ tạo điều kiện cho không, người ta làm. Tôi không, anh tôi nói là tôi không có vấn đề gì ngăn cản, nghĩa là tôi không ngăn cản thì các anh làm gì đấy là việc của các anh. Còn cái đất của tôi nhá, thì tôi nói lại với các anh một điều này này, đất của tôi đã có bản đồ. Tức chẳng cần phải đứng ở đâu, chẳng cần phải đo, nó cũng có diện tích, đúng không ạ? Đấy. Thế cho nên là cái việc là không các anh các chị làm thì dĩ nhiên là tôi sẽ phải giám sát theo dõi các anh các chị làm. Thế còn cái việc như là các anh cứ nhá. Thế còn riêng nhá, những thằng công ty trẻ Mỹ Lâm nhá, thằng nào bước chân vừa là tao liệu hồn nhá. Thằng này bước ra khỏi đất cho tao ngay lập tức. Bởi vì thằng này nhá, nếu như tao mà có phải, tao có phải có việc gì ấy, thì mày nhá, nếu tao giết người thì mày là thằng tao giết. Mày nên nhớ một điều đấy. Bước ra khỏi, còn hôm nay nhá, cơ quan ở đây nhá, làm việc cứ bình thường. Còn riêng công ty tôi tuyên bố từ ngày nó tuyên bố rằng nó không mua trẻ của tôi là tôi tuyệt giao với nó rồi. Nhá,
Còn tôi nói thằng đấy nhá, thằng công ty, tất cả những thằng công ty trèm, thằng nào bước vào vườn nhà tôi không để yên. Còn các bác cứ làm gì nói thế thì mới biết được cái nội dung cái nhá. Việc đáng nhẽ anh đến tòa để bảo chúng nó tuyên bố rằng nó không mua chè của tôi thì để tòa án đứng giữa để nghe xem cho anh nói đi. Chị ơi, em nói thật với chị này, em nghe tòa án, em nghe tòa án tuyên bố nhiều rồi, nói thật chị này, em để em thất vọng, em rất thất vọng với cái sự tuyên bố của tòa án. Bởi vì sao? Cái người dân là cái người khổ cực, mà tại sao tòa án lại đây này? Em nói chị đây này, vợ em đây này cũng là cựu chiến binh, bao nhiêu năm đi giữ gìn giữ mảnh đất, đến khi về nghỉ nhà nước giao cho được một mảnh đất để canh tác, bây giờ lại công ty đến đây bảo của tôi. Đây con người đây, nhà em ba anh em, nhà em đều gia đình đều là cựu chiến binh hết. Thế nên các anh các chị nên nhớ một điều rằng đừng làm cái gì mà nó quá sai với để đạo lý. Thế là tòa án cũng rất mong muốn là mày có một ngày. Thế em rất bức xúc nhá, em nói thật chị thế. Bức xúc quá bức xúc luôn. Thế còn riêng công ty em nói rồi, riêng công ty này em không, em tuyệt giao, bởi vì từ khi nó công bố không mua sản phẩm của em thì em cũng tuyên bố tuyệt giao với nó luôn. Bây giờ có phòng nông nghiệp này, phòng kinh tế hạ tầng này, và bên tài chính, và bên tài nguyên môi trường đất, người ta xem xét cái diện tích ở trên đó nó có những cái tài sản gì. Nếu mà công ty thì ta giải quyết, người ta yêu cầu bây giờ người ta tòa án xem xét thì anh đến để bảo vệ cái tài sản, mà đó là tài sản của tôi không nhất trí thì tòa án xem xét. Anh chỉ nói không thì tòa án. Nên tài sản thì đương nhiên nó là của tôi rồi, bởi vì đất tôi còn đang nắm giữ cái đất hiện nay, tôi còn đang nắm giữ cái mà tôi có, nó có giá trị với bản thân tôi nhất đây, huống chi là cái vật trên đất nhá. Bây giờ tôi đang làm 16, 17 năm nay bình yên, bây giờ 16 năm bình yên, đến năm thứ 17 đùng đùng phát đến cơ quan nhà nước đến này bảo rằng là cái đất này tôi phải định giá thế nọ thế kia. Tôi không bán này, tôi không mua nhá. Tôi chẳng bán, tôi chả mua. Nếu khi nhá, cứ nói luôn mà, nếu khi một cái tòa án mà sai lệch cái tất cả mọi thứ mà mời thì không bao giờ đến tòa án, bởi vì tòa án cấp huyện chưa đủ thẩm quyền để làm việc đất đai này. Đất này thực ra nó vượt qua thẩm quyền của huyện. Tôi thì tôi biết nó là như thế. Thế nhưng mà chẳng qua các chị làm, một là các chị phải làm, các tôi nghĩ là này, các chị là làm theo chỉ đạo, là các chị phải làm cái việc này. Chứ còn thực ra cái thẩm quyền của các chị thì nó là quá vượt qua cái thẩm quyền của các chị rồi. Thẩm quyền giải quyết của án là có cái bộ luật tố tụng dân sự, người ta quy định theo thẩm quyền giải quyết. Thế là cứ có người kiện là bắt đầu là các chị xử. Còn không biết đúng hay sai. Còn không cần biết đúng hay sai thì các chị cũng không đi điều tra xem là cái việc này như thế nào. Đấy. Xác minh mà mời anh đến để anh bảo vệ quyền lợi của mình. Ôi giời ơi, thế người dân chúng tôi, người dân chúng tôi lấy cái gì, lấy thời gian đâu để mà làm mà ăn? Chúng tôi phải làm phải ăn chứ. Nên bây giờ mời các thành phần làm việc. Xem xét với anh chỉ, ví dụ diện tích của anh chỉ đến là danh giới đến đâu và trên. Diện tích của tôi nó có bản đồ rồi, chị ạ. Thực ra tôi đã không hợp tác thì tôi không chỉ cho ai cả. Tôi cũng không quan trọng cái việc đó, bởi vì tài sản của tôi thì nó luôn luôn là của tôi nha. Tôi không cần đến cấp huyện, bởi vì cấp huyện cũng chưa cho tôi cái gì từ khi tôi nhận nó đến nay. Tôi hợp tác thì tôi hợp tác như thế thôi, tôi không ngăn cả. Bởi vì sao? Hiện nay là các anh các chị là rất đông. Nếu như một mình chị, tôi có thể dắt tay chị về nhà, rót cho chị cốc nước uống cho hạ hỏa rồi bảo thôi chị ấy về, chị đừng làm việc đó. Nhưng ở đây rất là đông con người và làm việc ở đây, làm việc theo chỉ đạo nhá, làm việc theo chỉ đạo. Tôi nói luôn thế. Xử lên làm việc cơ. Đấy. Công nghiệp này kiểm tra tài sản. Thì mời các đồng chí công an có gì là tạo điều kiện cho tòa án để hội đồng thẩm định và định giá tài sản cho xem xét. Xong bây giờ thì không thể là giá được bây giờ. Anh giá này anh thoải mái rồi. Nhưng mà cứ đâu thôi. Nhưng mà anh nhá, đất của em. Không, đất của em là đất có bản đồ, không cần phải đo, nó đã có số lượng. Vậy thì ở đây chúng ta làm việc như những người có học thức nhá, không cần phải đo, bởi vì đất đã có bản đồ nhá. Còn diện tích này nhá, các anh chẳng cần đo, tôi đọc diện tích cho các anh cũng được. Đo làm sao được, được gì phải đo. Tôi ở đây suốt với anh chị đêm hôm mà đi mò mẫm mới bảo vệ các anh chị ngủ suốt 2-3 năm ở đây rồi. Có cái anh gì đâu nhá, hai thằng kia nhá, chúng mày thuộc vào người công ty, đừng có đụng chạm vào đất của tao, đừng có bước chân vào đất của tao. Đây là đất công ty nhá. Mày ở đất công ty đi, nếu mày ở đất công ty bây giờ nhá, tao tuyên bố tao có dao, tao chém một phát vào giữa mặt mày được, bởi vì tao mày dám nhận là của công ty thì bà mày đo đi, tao tuyên bố rồi đấy. Thằng này không được đến ảng ở đất nhà tao. Riêng cái mặt mày bước ra khỏi ngay. Mày đừng trách tao nhá. Nếu tao phải đi tù cũng là vì mày đấy. Mẹ mày. Mày đừng, tao bức xúc rồi đấy.
Tao nhịn là tao, tao người nhịn là tao nhịn rất tốt, nhưng nếu lúc tao không nhịn được nữa thì mày liệu hồn. Tao để trong nhà bao nhiêu năm nay để không? Từ khi tao nhận cái đất này tao cầm sổ 17 năm nay chưa có một một thằng nào bây giờ mày đến đây mày bảo đất công ty. Vài tháng này đến một nhà ấy. Mày đừng để mẹ sự kiềm chế của tao mẹ quá mức. Mày cứ tưởng chúng mày thích làm gì chúng mày làm à? Đất của tao có bản đồ từ lâu rồi, tỷ lệ 1/1730 nha. Có người giao người nhận, ngày giao ngày nhận hẳn hoi liên hạn sử dụng tử tế, không phải là các loại vớ vẩn. Công ty bây giờ mà nhảy vào đây, tao tuyên bố tất cả những thằng công ty, nếu thằng nào gọi công ty nhảy vào đây, nhất là tao chết nha. Đất của tôi là có diện tích rồi. Bây giờ các anh các chị cần diện tích đất, không cần phải đo nha. Tôi chỉ không đồng ý là như thế. Sổ tôi có nha. Sao lại phải đi đo? Nếu mà các anh các chị mà có học ấy, thì không phải làm những cái việc mà phải cầm dây để đo. Đây người ta đo bằng máy. Số lô số thửa có bằng thật. Đất có người giao người nhận, ngày giao người nhận ký tá hẳn hoi, có giá trị pháp lý tử tế, dấu từ chính phủ Hà Nội chứ không phải là mấy đâu. Không mướn công ty vào đây để đó. Nếu cái đất này nhá mà nó thuận lợi, nó dễ dàng ấy, cấp huyện có quyền ấy, thì nó thực ra bây giờ nó chuyển sang cái mục đích khác rồi, không phải là còn cây chè nữa. Thế nhưng vì cấp huyện là không có quyền đâu. Bây giờ này bảo thu cái đất này, các anh các chị là muốn là các anh chị kinh này đánh giá theo các chị bảo là thu hồi của tôi chứ. Còn nếu tôi mất đất nhá, đồng nghĩa việc tôi phải chết. Tôi nói thật thế. Không xem xét. Đây nó là một que diêm có thể đốt cháy một làng. Một que diêm có thể đốt cháy cả một làng nhá. Nếu như cái que diêm này không được dùng nước ngay thì nó sẽ hỏa hoạn, sẽ gây lớn. Tôi khẳng định một điều như thế. Thế còn làm gì thì làm chứ, chúng tôi đã nói rồi. Chính quyền thì có cái giới hạn của chính quyền, chứ không phải là cứ là chính quyền, cứ là ấy rồi là muốn làm gì thì làm. Chúng tôi là người dân khốn khổ bao năm. Khi tôi nhận cái đất này không phải là bỗng nhiên mà tôi nhận nó. Người ta đến nhà tôi, người ta vận động lên vận động xuống, chúng tôi mới nhận cái đất này. Người ta nói như thế nào chúng tôi mới nhận. Khi chúng tôi nhận nó là thế nào, nó là cái đồi đây. Tất cả những cái khoảng còn chè này nó là chè chết. Nó như một cái bản đồ thế giới. Của toán thì anh lên anh thể hiện cái ý kiến của thế anh. Giờ tôi thể hiện ở trên đó, nó là nhà các chị bảo thế nào không. Các chị cứ nói, tôi biết các chị sẽ làm như thế nhá. Anh thể hiện anh tự anh. Tôi là tôi sợ cái đó lắm, bởi vì chúng tôi là người dân trình độ học thức có thấp, chúng tôi chỉ biết làm ăn. Vậy thì quyền lợi của tôi nó đang bình thường 16-17 năm nay, tại sao 16 năm đến năm thứ 17 nó lại bất bình thường? Mà bất bình thường đây là do các anh các chị tạo lên. Đấy. Chúng tôi có làm gì đâu. Chúng tôi không làm gì cả. Đất tôi có bản đồ rồi, việc gì phải đo. Sao gì phải đi đo lại cả. Các anh các chị đo đây chẳng qua là các anh chỉ làm để các anh có một cái việc làm của các anh. Các anh thể hiện như Trung Quốc kéo giàn khoan đến Biển Đông thôi. Chứ không phải là đo làm gì. Người ta có bản đồ rồi sao phải đo. Cái người giao cho tôi là đã có bản đồ đàng hoàng. Thể hiện hết trên bản đồ đấy. Thế bây giờ lại phải vác dây đo thể hiện cái anh cái chị nào người học hành có đầy đủ mà. Cái tài sản này nó gồm có chè mới có những cái gì? Cái chè thì tôi không nghĩ được, cái chè của tôi, của đấy, ai đâu. Trên tài sản này, trên này cái đấy là cái của gia đình rồi. Vâng. Hiện nay chúng tôi đang sinh sống bằng nó rồi. Chả có điều gì cả, nó bình thường như bao người dân khác. Tôi phải đến thực tế để xem trên diện tích đó có chè, có sắn này, có những cái tài sản gì. Ngay cái bước đầu tiên các anh các chị đến, các anh các chị làm việc, các anh các chị đã gây một cái bức xúc cho gia đình rồi. Các anh chị bỏ qua một cái bước đơn giản nhất. Đúng không? Các anh chị quá coi thường chúng tôi. Không, thế kia cháu cứ đứng ở ngoài rồi trục đường chính đi nhá. Thế đứng đây cô cho người ra đón nhá. Tôi rồi về ạ.
Tuấn Anh ơi. Dạ. Ra cái cổng đón cái chỗ hậu kinh tế hạ tầng. Hôm nay toàn cán bộ huyện thôi, không có chè chiết gì ở đây cả. Phải, em nói với anh này, cái thằng kia. Không, không, không phải chè, xác đế, cái thằng cơ sở tầm. Từ cái con khỉ, cái thằng này, cái thằng nó gặp em ở trên công ty, nó bố láo tuyên bố là đất đất của công ty. Em nói với anh, đất em cầm sổ ở nơi, nó bảo đất của công ty. Nó đẻ ra sau em 9 năm, 10 năm mà nó lại bảo là đất của công ty. Trên thằng này nhá, nếu như phải giết em sẽ giết thằng này, em thề anh. Nếu phải giết em giết thằng này đầu tiên, lần nhất khoát em giết xong em sẽ lên em gặp các anh luôn, không bao giờ. Anh đoán là cái này nếu mà anh hợp tác ấy, thì tôi muốn là vào cùng với giám đốc. Và vừa rồi các hộ là tôi làm việc với giám đốc với các thật hộ. Thật mấy chị, em không làm việc với em thất vọng lắm. Thế không làm việc thì cái lỗi thất vọng của em nó cực kỳ lớn từ khi em nhận chè này. Khi người ta giao đất giao chè, người ta nói với em như thế nào? Các bác nông dân cứ nhận đất mạnh dạn nhận đất này đi, đất này đất của các bác 50 năm sau không có gì thay đổi. Đây là cơ hội ngàn năm có một nhá. Và chúng em là những người, thực ra là bọn em là những người chỉ có sức khỏe chứ không có tiền. Và lúc đó bọn em phải nhận cái đất này để về để làm, để nuôi sống bản thân. Thế mà đến bây giờ đấy, chị xem nó đến mức như thế này rồi thì lại có một người đến bảo cái đất này là của tôi, mà bên tòa án lại đứng ra bênh vực họ. Em nói chị đi, em cực kỳ bức xúc cái việc này. Nếu như em phải chết thì các chị cũng góp đóng góp cái việc các chị giết em, chứ không phải là ai đâu. Em nói thật với các anh cái gì như thế. Là sẽ vào công ty chè nhá. Tòa án cùng với anh làm việc với giám đốc. Tôi trực tiếp làm việc giám đốc. Bây giờ nhá, em nói với chị như này. Cái đất đã có sổ rồi, vậy mà lại bảo không có giá trị. Sao mà trình bày chứ, chúng em có liên quan gì đến họ đâu. Đứng ra để bảo vệ quyền lợi cho các anh, để chúng tôi sẽ... Chị, em chỉ cần các chị đứng ở cửa giữa thôi, là bọn em đã chắc tay em vái rồi. Chỉ cần các chị đứng ở cửa giữa thôi, không cần chị về bênh vực bọn em đâu. Em nói thật đấy. Bởi vì em khẳng định với chị một điều rằng, khi đất đã có chủ, nó cũng như cái ngôi nhà của mình đã có chủ. Anh phải đến thì chúng tôi cùng với công ty. Bây giờ các chị cứ gây bất xúc cho người dân, nó thật là cũng một số nhà. Chúng em còn phải làm phải ăn chứ. Là hai bên vui vẻ. Vui vẻ là như nào? Khi nó muốn lấy cái, em nói với chị nha, em lên công ty mà cái thằng giám đốc ấy, em đang ngồi làm việc, nó lừa lừa đi vào phòng. Nó không thèm hỏi một câu nào, em đã coi thường nó rồi, em bảo thằng này đúng là một cái thằng ít học. Cái thằng truyền ấy, kể cả bây giờ em gặp nó em vẫn chỉ ra em mặt nó là mày là một cái thằng mất dạy nhất, tao đến nhà mày, mày mời tao đến mà tao vào ngồi trong nhà mày, vào mày không lù lù, mày không hỏi tao một câu. Thì chị bảo nó làm việc được với ai? Hả? Quý là giám đốc, còn trường truyền là chủ tịch hội đồng quản trị, thằng truyền nó mời em. Thế nhưng mà anh Quý thêm nào vào nhá. Thế còn nên vào thì phải nói chuyện với những người nắm được luật về đất đai nhá, chứ còn em không thích nói chuyện với những cái người mà... Cho tôi số điện thoại đi, nào mà bố trí được tôi sẽ mời anh luôn. Qua điện thoại mà anh mời anh vào công ty chè cùng với giám đốc làm việc. Được không? Không, xuống xã. Em không vào công ty chè. Mẹ vào cho công ty chè nó nhốt em vào anh em chết. Xuống xã em có người bảo vệ. Thế thì anh cho số điện thoại đi. Anh đoán anh vào công an không có điện thoại đó thì là sẽ vào cùng với anh vào xã làm việc cùng luôn. Em thì em xuống xã, không vào công ty nhá, dứt khoát không vào công ty. Thế anh cho số điện thoại. 01688. Con mà đến công ty 664. Lại tuyên bố thẳng. 588. Thế để vào ủy ban mà cùng công ty trẻ cùng nhau. Em chỉ cầu mong chị đứng được ở dưới thôi nha. Em không yêu cầu chị phải đứng như người em đâu đấy. Em thề có trời có đất. Thế còn em nói chị là em từ cách đây khoảng độ mấy tháng đấy em bảo nếu như trường hợp có cái điều gì đó mà phải xảy ra, em thật chị, nếu mất đất người dân là phải chết, không sống được đâu. Em nói thật với chị đấy. Mất đất là người dân phải chết. Mà đất bây giờ lại tự nhiên lại gom về công ty. Công ty này thằng truyền nó là công ty mà nó chỉ là một người như bình thường nha. Em thành lập công ty em cũng là công ty chứ không phải đâu phải là nó. Thế bây giờ nó thành lập công ty xong mà phát nó đến đây, phát nó đến sau em mà nó lại nhận ra, nó lại quay ra nó bảo là đất của nó. Đấy. Có chứ, em đang quay. Đang quay đi. Thế có số rồi nhá. Có số rồi. Anh lưu đấy nhá, có gì lúc nào sẽ điện cho anh nhá. Nhá. Sẽ điện cho anh và đến ủy ban xã để làm việc. Được. Ra xã thì em chấp nhận. Còn đến công ty không lên đâu. Bởi vì em nói chị, khi em yêu cầu chúng nó là các ông muốn mua chè của tôi thì các ông phải có một cái hợp đồng mua bán sản phẩm. Nó không lập biên bản không lập hợp đồng mua bán sản phẩm, và nó cũng tuyên bố thẳng thừng là nó không mua chè của em nữa. Từ 2009 giờ em phải rong ruổi bán ở ngoài nhá, cho nên là cái việc đó với công ty em không thể
chấp nhận nó là đồng đối tác với em được. Nó thật chị thế. Giữa tòa án đứng ra giữa để giải quyết giữa anh với công ty là xong hết rồi. Hai bên là bắt tay nhau. Đấy, tòa án rất mong muốn thế. Bắt tay nhau rồi bắt tay kiểu gì nhá? Bắt tay mà đất của nó này em không bắt tay đâu, em nói luôn với chị thế. Bên cho có ý kiến với nhau để bây giờ bắt tay với công ty chỉ có một điều rằng nếu nó muốn bắt tay với em, nó hợp tác, nó hợp đồng với em mua bán sản phẩm của em, chỉ có một mua bán sản phẩm không có hơn thì em bắt tay. Thế còn đất đa đang đất 55 của em nó vẫn là đất 55, không có gì thay đổi. Đấy nhá, lấy có số đấy nào liên hệ với anh là đến đây để anh đến để bảo vệ quyền lợi của mình phải có ý kiến. Lượng ơi. Lượng ơi. Về tao cho mày cái số diện tích ở bản đồ, mày không phải làm cái việc đấy, tao thấy mày, tao nhìn mày làm cái việc ấy nó ấy quá. Mẹ thể hiện mình là mẹ người thế kỷ 21 rồi, việc gì phải làm cái việc đấy. Hả? Không phải đi đo thế làm cái gì? Trong khi đó tài nguyên môi trường huyện, cái này là diện tích nào tao đọc luôn cho mày được mà, bởi vì nó nằm ở trong óc tao một góc rồi. Được gì phải đo? Thằng Tuấn Anh, thằng to to đi rồi. Thằng tôi chỉ tay vào mặt nó ấy. Tao dọa, tao đánh nó đi rồi. Nhìn mẹ thằng ấy á, tao mà phải chết, thằng ấy phải chết trước tao, chứ không phải là dọa đâu. Thằng ấy nó nói với tao cực kỳ khốn nạn ở trên công ty. Mẹ nó nói lăng cái kiểu của mẹ, nó như là cái thằng nó nhảy vào nhà mình, nó cướp đất của mình ấy. Không, cái gì bình tĩnh thì bình tĩnh với người nào, còn người nào không bình tĩnh không được, bởi vì mình không thể bình tĩnh với giặc được. Hôm nay nếu ấy thì cả cái trưởng giặc đi để giải quyết. Đấy thì bình tĩnh giải quyết mọi vấn đề, cái gì nó cũng được hết. Cái thằng này nó vừa nó biết cái gì trên đe dưới búa. Một tháng nó đưa cho mấy triệu, nó bảo phải làm là phải làm, nó bảo hôm nay mưa gió phải đi vào đây là phải đi vào đây làm gì, có cái chuyện. Nhưng mà cháu mong các chú này cứ bình tĩnh, còn cái gì còn... Đấy, không có cái gì cả, em rất thông cảm với bọn này nhá. Cực kỳ em thông cảm với tất cả các hệ thế đội trưởng. Lên đến một lần xem sao, lên nói năng như thế nào, gặp nói ra sao, khẳng định như thế nào. Bây giờ em mời chị vào nhà em, chị đến, em chị ngồi trong nhà em lừ lừ đi, bà em không hỏi chị không. Thì chị có muốn chịu muốn làm việc với em. Đấy là một cách cư xử, gọi là cái lịch sự tối thiểu của người Việt Nam mình. Từ đó em đã cảm nhận được, à cái thằng này nó coi mình đến bước chân lên nhà nó là nó nhốt mình vào đây, nó thích làm gì làm. Em nói thật đi. Thể hiện ý kiến của mình đấy là đến công ty nó thể hiện là nó không hợp tác mình nọ kia thì toán cái đường đi. Bây giờ đất của mình rõ ràng sổ đang ghi tên mình đây, nó còn đây cái sổ của em, thật chật với chị này. Nếu như cái sổ mà đã ai đó đã chót ký vào cái thanh niên đồng hồ 1 thì đó chấp nhận. Vì cái việc này mặc dù người ta lừa, người ta ép nhưng đã ký vào, cái đó là chấp nhận. Nhưng em không ký vào thanh lý hợp đồng 01. Hợp đồng 01 em vẫn còn giá trị. Chị nên nhớ là nó đánh đấy. Chị nên nhớ nó ép bọn em như thế nào. In một loạt cái đơn xin thanh lý hợp đồng 01. Vậy tại sao cái đất của người ta đang dùng mà lại phải thanh lý hợp đồng 01 mà người dân lại phải tự làm đơn xin thanh lý hợp đồng 01? Nào. Cái việc làm đó là dùng việc ép người ta nào là không nâng bậc lương, nào là thế lọ, nào thế kia, bắt người ta, những người công nhân phải ký. Con em chả có lương, em chả bắt được. Không, em phải từ đã công nhân. Thế nhưng ngày xưa là công nhân gì? Ngày xưa có công nhân. Bỏ rồi. Bây giờ là công dân và công nhân, hồi đầu là công nhân hả? Hồi đầu công nhân, nhân hồi đầu mình việc về có hưởng lương. Không phải, công nhân bỏ lâu rồi. Được rồi, 7 năm là đã phải bỏ vì lúc giờ nó đói nghèo quá. Đến khi mà nó quay lại giao cái đất 01 này này, thì người ta mới vận động. Là cái vấn đề như này nhá. Vâng. Bây giờ như thế này, tôi nói với chị nói như thế để tôi nói với chị như này nhá. Cái thứ nhất, tài sản trên đất nó là tài sản của gia đình tôi, phải không ạ? Và đất thì tôi đã nhận từ năm 1999, nhá. Đất tôi đã nhận từ năm 1999 và tôi hoạt động nó đến nay là năm thứ 17, đúng không? Năm 18 rồi đấy. Không vấn đề gì. Thế bây giờ tòa án lại đến tòa án mà thẩm tra, đánh giá tài sản. Thế tôi chả hiểu rằng là cái tài sản của tôi nó có vấn đề gì mà lại phải cần đến tòa án về đây đánh giá tài sản của tôi, đúng không? Đấy. Thế còn cái đất thì tôi khẳng định với môn tòa án một điều này này. Đất là tôi nhận từ chính phủ từ năm 1999, có liên hạn sử dụng là sau 55. Đấy. Theo nghị định 01 chính xác, không có vấn đề gì thay đổi nhá. Thế còn bây giờ cấp nào, làm việc gì, thẩm quyền đến đâu thì nói với chị như này này, cái đất 01 này này thì nó thuộc thẩm quyền của nhà nước giao. Khi nếu như có nhu cầu thu hồi thì
phải được có công văn trình chính phủ phê duyệt công văn đó và mới được phép thu hồi. Và thu hồi đây là phải thu hồi để làm các công trình phúc lợi công cộng, an ninh quốc phòng, môi trường dân sinh, chứ không phải thu hồi của ngày để giao cho người khác. Quốc hội họp năm 2013 đã nghiêm cấm cái việc đó nhá. Thế là đấy là tôi là người dân và tôi nhắc lại với các anh các chị ở đây nó là như thế. Thế còn thì cái vấn đề bây giờ gia đình chúng tôi đang yên ổn làm ăn 17 năm nay, bây giờ bỗng dưng tòa án công an đến bảo rằng đi kiểm kê cái tài sản của tôi. Lý do thì kiểm kê tài sản của tôi, nó có ảnh hưởng, tôi có làm ảnh hưởng đến ai đâu. Hiện nay tôi làm, tôi canh tác trên mảnh đất này, tôi không vi phạm một điều gì đến ai cả. Khi nhà nước có yêu cầu tôi đóng góp cái gì, tôi đóng góp cái đó. Hoàn toàn không có một điều gì là tôi chê hay như nào với mẹ nhà nước cả nha. Đấy, khi nhà nước thu thuế, chúng tôi đóng thuế. Khi nhà nước dừng thuế thì chúng tôi, người dân chúng tôi được hưởng cái đó. Và chúng tôi vẫn đang canh tác, chúng tôi vẫn đang cho nó làm một ngày một tốt lên. Bởi vì nó là cuộc sống của chúng tôi. Đất nó là nguồn sản xuất. Và thực ra đối với người nông dân chúng tôi, nó là nguồn sống của chúng tôi. Chứ không phải là cái chuyện mà bây giờ bỗng dưng có một anh đến đây, sau đó anh ra anh bảo cái đất này của anh ấy. Thế và anh ấy cậy cục lên đến các cấp chính quyền huyện, tòa án huyện, chị là tòa án huyện đúng không ạ? Vâng. Thế bây giờ lại huyện lại xuống đây lại can thiệp vào cái đất này. Thế vậy thì người dân chúng tôi trông cậy vào ai? Đây được rồi nhá, anh đã nói thế tôi có ý kiến luôn này với anh nhá. Vâng. Thì tôi vừa giới thiệu với anh, tôi là Oanh và là thẩm phán Trần Thị Kim Oanh, tòa án Vâng. Huyện Sơn. Vâng. Thì chúng tôi đã nhận được cái đơn khởi kiện công ty chè. Vâng. Khởi kiện đối với anh. Thế thì chúng tôi cũng báo, có giấy báo đúng không? Giấy báo cho anh rất nhiều để anh đến tòa để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của anh. Thế nhưng mà anh toàn từ chối đúng không? Tôi nói chị, tôi nói với chị một câu như này nhá. Tôi nói với chị câu như này. Nếu là tôi chưa hề nhận bất kể, tôi chưa hề được nhìn thấy hoặc được có một ai đó đưa cho tôi bất kể một cái giấy nào từ tòa án nhá. Có phải chăng có một hôm mẹ tôi bảo là có một người đến đưa cái gì đó, nhưng tao bảo tao không biết, tao không nhận. Đấy là mẹ tôi. Còn tôi không, bởi vì chúng tôi người nông dân, tôi đi làm, chúng tôi không phải lúc nào tôi ở nhà để mà chờ cái nọ chờ cái kia. Thế cho nên là cái này các chị cũng phải hết sức. Và cái việc tôi đã nhìn thấy hay chưa thì cái này điều tra sẽ thấy rằng tôi đã được tiếp giáp với lại cái tôi đã được trực tiếp với lại cái người đưa cái này đến cho tôi hay chưa, thì cái đó điều tra sẽ biết. Chúng ta cũng không phải nói ở đây nha, đúng không? Thế còn cái việc hôm nay tôi thấy các chị đây là tôi rất bất ngờ. Thế thì anh có mặt đây thì chúng tôi cũng giải thích luôn cho anh. Thì trong quá trình thụ lý giải quyết thì tòa án đã thụ lý cái vụ án này là từ ngày 25/4/2017 thì cũng đã gửi điều giấy cho anh, thì là ôi bưu điện người ta toàn trả lại là ghi là khách hàng từ chối không nhận. Thì hôm nay chúng tôi, tòa án tôi là đến thành lập cái hội đồng về việc là xem xét thẩm định tại chỗ và định giá tài sản tại chỗ, cái tài sản trên đất, chứ chúng tôi cũng không giải quyết một vấn đề không về cái tài sản trên đất cũng là tài sản của tôi. Và theo như tôi hiểu ấy nhá, theo như tôi hiểu thì cũng không cần ai đó phải đến đánh giá tài sản nhà tôi, bởi vì cái tài sản nhà tôi nó không liên quan gì đến ai cả. Thế bây giờ cứ chẳng nhẽ là bây giờ tôi phát đơn kiện chị thì cũng có tòa án đến đánh giá tài sản nhà chị à? Thế thì người ta cứ đấy, người ta kiện đúng không? Hội đồng xét xử người ta sẽ quyết định, lúc đó là hội đồng xét xử của tòa án ta quyết định là ai đúng ai sai cái việc ấy. Thì hôm nay là chúng tôi chỉ thành lập cái thành phần hội đồng định giá và thẩm định, thì là cũng mong muốn anh này có mặt đây và đại diện chính quyền địa phương, là có ở xã, có chính quyền địa phương xã và thôn, có thôn, và chúng tôi mời thành phần hội đồng thẩm định và định giá tài sản đến đây làm việc. Thì cũng mong anh là tạo điều kiện cho tòa án và hội đồng người ta làm việc. Còn chúng tôi chưa khẳng định là việc đó là của anh đúng hay là của công ty đúng, vì chúng tôi chưa giải quyết vấn đề đó, mà nay chúng tôi chỉ làm việc là thẩm định và định giá cái tài sản đó thôi. Sau đó mới là đưa ra tòa án sẽ xét xử, đó là quyết định là bằng một bản án của hội đồng xét xử. Bây giờ như này nhá, tôi thì làm hôm nay thì thế, như thế thì rất là mong muốn anh là tạo điều kiện cho tôi có cái ý kiến như thế này nhá. Cái thứ nhất, tôi hoàn toàn không đồng ý với việc kiểm kê tài sản nhá. Cái thứ hai là tôi cũng nhắc lại, cấp nào giao đất thì cấp đó có thẩm quyền làm việc về đất đai. Vậy thì huyện không hề giao đất cho tôi. Và đây tôi chỉ thông báo, tôi không đồng ý thôi nhá. Còn cái việc các anh các chị đến đây, bởi vì các anh các chị có rất nhiều người, tôi chỉ có một mình thôi, các anh các chị làm gì đấy việc của các anh các chị. Nhưng cái việc tôi đồng ý hay không thì tôi chỉ nói một điều với các anh các chị là tôi không đồng ý việc làm này của các anh các chị, đúng không ạ?
chứ không phải là tôi vác dao vác gậy tôi cản trở. Ok nhá, các anh cứ yên tâm đi, không cần phải bằng này con người đâu. Cái việc làm ở đây ấy, của các anh các chị thì sai hay đúng thì có cấp trên giải quyết, chứ còn không phải ta chỉ cần nhá. Thế còn cái công ty cổ phần chè Mỹ Lâm này họ ra đời, tôi chỉ nói chị biết là họ ra đời sau tôi, nghĩa là họ là năm 2009 họ mới có mặt ở đây, phải không ạ? Họ mới có mặt ở đây. Không, bởi vì sao? Tòa. Anh nói rõ cái quan điểm của anh và để bảo vệ quyền lợi của anh đến tòa và chúng tôi là. Tôi biết thừa rằng nếu tôi đến tòa là các chị cũng chỉ công bố như những phiên tòa trước, nên tôi không. Biết đâu là bởi vì sao? Vì người dân chúng tôi là thấp cổ bé họng và chúng tôi chỉ nói ở đây này, có thể cấp trên nữa mới có thể giải quyết được vấn đề này. Còn với các chị thì tôi hiểu các chị rồi. Nếu giải quyết theo nghị định 01 nhá, theo quyết định nghị định 01 nhá, thì đảm bảo với các anh chị rằng các anh các chị cũng không phải vất vả việc này, cũng không phải làm cái việc này, bởi vì 01 50 năm nữa mới, không phải 5 năm nữa mà 34 năm nữa. 30 năm nay là 17 năm rồi, 33 năm nữa nào ạ. Thì chúng ta không có cái điều gì phải nói cả. Thế còn ở đây tôi nói với các anh chị này, công ty cổ phần chè Mỹ Lâm khi thành lập ở đây, tôi chỉ yêu cầu họ rằng nếu họ bắt tay với tôi, ký hợp đồng mua bán sản phẩm với tôi, xong. Thế nhưng họ không làm việc đó. Dứt khoát họ không làm việc đó nhá. Và họ cũng tuyên bố thẳng thừng với tôi là họ không mua chè của tôi. Chè của tôi từ năm họ có mặt ở đây là tôi phải bán trôi nổi trên thị trường. Đấy. Cho nên là cũng không thể nói gì nữa, tôi có thể. Anh cũng tạo điều kiện và để bảo vệ quyền lợi cho cá nhân mình ấy. Thì là nếu anh không lên tòa được thì chúng tôi tòa án sẽ cùng với anh và công ty để hòa giải giữa hai bên để xem như nào để thương lượng với hợp đồng ấy. Thế thôi, để bảo vệ quyền lợi của mình. Cái hợp đồng của tôi là hợp đồng đã có. Sao lại phải thương lượng với nó nhỉ? Để bảo vệ quyền lợi của mình. Hiện nay nhá, hợp đồng của tôi đã có. Tôi khẳng định một điều rằng hợp đồng của tôi có hiệu lực nhá. Có hiệu lực. Không, cái này chúng tôi khẳng định với chị một điều này này. Chúng tôi sẽ không dây vào bất kể một cái gì. Bởi vì sau khi chúng tôi đã có rồi nhá, khi tôi đã có cái nhà rồi thì tôi không muốn ký rằng tôi vay của ai, tôi mượn của ai cái nhà này nữa. Bởi vì khi tôi đã có rồi tôi cứ lấy được sử dụng thôi. Chứ tôi không muốn dây dưa đến. Mong muốn là anh đến. Đấy là anh làm một cái bản tự khai hoặc là để tòa án ấy viết cái bản tự khai. Tôi thì quan điểm của tôi như này. Quan điểm của anh là về anh hợp đồng với công ty chè từ 01 như nào, anh trình bày vào đấy. Anh làm hết tất cả những cái diễn giải của anh ấy. Cái đó nhá, thì thực ra mà nói này. Tôi mới xem xét được. Bây giờ cái đó tôi nói với chị như này này. Tôi nói cái đất 01 này như này nhá, cấp nào giao đất thì cấp đó có thẩm quyền thu hồi đất. Vậy thì cái tài liệu đó nó nằm tất ở cái cấp đã giao đất cho tôi. Người ta có thì tôi phải làm nữa. Bây giờ tôi phải trình bày nữa. Giải thích như thế để anh đến là bảo vệ quyền lợi của anh và nó có thể hiện trong hồ sơ thì tòa án mới căn cứ. Trong hồ sơ là đấy, tại cái bản tự khai này anh ấy khai là ngày tháng năm này anh có hợp đồng với cái 01 vì lý do gì như này, và nay công ty khởi kiện anh về cái này thì anh bảo anh tôi không nhất trí vì là tôi không thực hiện cái công ty chè hay như nào đấy, anh phải có ý kiến quan điểm của anh. Tại sao tôi đấy, cái công ty này nó vừa mới thành lập xong mà tại sao tôi nó cần tôi thì nó phải bắt tay với tôi chứ tại sao bây giờ? Thế là mong muốn là anh đến để bảo vệ quyền lợi của anh. Thế nhưng mà hôm nay đấy chỉ giải thích cho anh về cái vấn đề như thế, nhưng mà để mong muốn là một ngày nào đó mà tòa án sẽ có một cái giấy báo mời anh lên thì anh đến tòa để cùng giải quyết một cái việc này là tòa. Chúng tòa để nghe tòa tuyên án đúng không? Không, chúng tôi đến để hòa giải thôi, chúng tôi chưa xét xử. Để hai bên đưa ra, ví dụ anh đưa ra. Tôi rất sợ cái từ tòa tuyên án. Không, bởi vì sao? Tòa là bên trên. Thế sau khi chúng tôi thẩm định giá mà trên cái giá trị tài sản này thì chúng tôi mong muốn là anh đến và chúng tôi, tại vì tôi giải quyết rất nhiều vụ án chè rồi thì cũng rất nhiều là các hộ là cùng với công ty đàm phán được. Thế là tôi hôm nay tôi cũng mong muốn là anh sẽ có một ngày là chúng tôi có một cái giấy nữa thì anh nhận và anh đến tòa để anh thể hiện toàn bộ cái ý kiến quyền lợi của anh trong cái bản khai của anh ấy để chúng tôi căn cứ vào hồ sơ. Của anh bây giờ người dân chúng tôi đang làm ăn, chúng tôi phải lên tòa án để chúng tôi khai mới nhận thế này thì. Đấy, đấy là quyền lợi của anh. Thế để mong muốn anh đến để chúng tôi giải quyết. Còn hôm nay chúng tôi đến thì chúng tôi là chỉ để thẩm định toàn bộ cái giá trị tài sản trên đất chè và dưới đất chè thôi, chứ chúng tôi không làm một vấn đề gì khác. Thì hôm nay thành phần đến thẩm định là gồm có tòa án là đứng ra và cùng với các cơ quan liên quan, là trong đó chúng tôi cũng có mời công an xã và công an huyện đến để tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi làm việc. Thế là hôm nay anh đến có mặt ở đây thì cũng rất là phấn khởi. Nhưng mà tôi thấy các chị đến mà các chị đi thẳng ra vườn nhà tôi là cái việc đầu tiên tôi không đồng ý. Tôi có nhà. Tôi đang ở nhà mà các chị đi qua nhà tôi, các chị đến thẳng vườn mà vườn này là vườn nhà tôi nhá. Đấy là một điều tôi không đồng ý ngay từ ban đầu.
Cái thứ hai là ở đây tôi nói luôn với chị từ ngay từ đầu rồi, tôi không đồng ý, bởi vì sao? Đất của tôi đã có bản đồ, có giá trị từ khi tôi nhận, có đầy đủ rồi. Tôi không có nhu cầu kiểm tra lại tài sản. Phải không ạ? Đấy là tôi nói như thế. Thế còn cái việc các chị canh, các chị đây, nếu các anh chị, đây các chị đang có quyền, các chị có rất thế lực, rất đông, đúng không? Tôi đảm bảo với chị rằng tôi chỉ đứng nhìn, tôi không có một hành động gì khác. Còn nếu các anh chị cứ làm thì đấy là không tạo điều kiện, không tạo điều kiện, vì đất của tôi không việc gì phải làm cả. Nhá, thế còn các anh chị làm đây là các anh chị làm theo cái việc của các anh chị, chứ còn tôi là tôi không đồng ý. Tôi nói thật là 1000 lần tôi không đồng ý với việc làm, bởi vì việc làm này tôi biết rằng nó không có lợi với tôi. Cái thứ nhất, đất này tôi đã nhận 17 năm nay rồi. Tôi nhận nó 17 năm nay rồi nha. Tôi đang hoàn làm ăn sinh sống bình thường trong 17 năm nay rồi, mà tự nhiên bây giờ lại có một anh đến, mẹ lại các chị lại lên toán, các chị đến để bảo là đi kiểm tra cái của tôi. Thế tự nhiên làm sao? Vì lý do tại sao lại phải kiểm tra? Người dân chúng tôi không biết, đúng không? Tự nhiên tôi đang bình yên 17 năm nay, mà bây giờ đến 16 năm, đến năm thứ 17, mà lại có người đến lại bảo rằng là tôi phải đi kiểm tra cái tài sản nha anh. Tôi đấy. Định tại chỗ cái tài sản là theo cái yêu cầu của công ty trẻ. Công ty trẻ thì có liên quan gì đến tôi? Thì đấy, tôi giải thích rồi, thì anh phải đến tòa và anh phải có mặt để anh bảo vệ quyền lợi của anh. Rồi, anh đến. Thì sao này? Chúng tôi làm việc ý. Sao này? Thì cách duy nhất nha. Thẩm định, xem xét và tôi nói với chị một lần nữa này. Cái mắt của tôi này, là tôi chưa được nhìn thấy cái giấy mời hay cái thư mời từ tòa án về đến tôi, là tôi chưa hề được tiếp xúc với nó nhá. Nên nhớ một điều hôm nay tôi nói với chị ở đây. Còn cái việc tôi nói đúng hay sai, nếu các chị cần, các chị điều tra. Nhá. Hỏi ngay người đưa thư xem đưa cho ai. Tôi là Nguyễn Xuân Đoán. Còn đưa cho ai đó không phải là tôi. Nhá. Còn hôm nay các chị bảo chị đưa tôi nhiều lần và tôi không hợp tác. Cái đó là không đúng. Nên tôi nói luôn đây là không đúng. Cái việc đó là không đúng. Và cái việc thứ hai là tự nhiên hôm nay có một số người rất là đông đến đây. Tôi đừng đi bắt bạc. Thế mà các chị đến mà cái bản thân tôi là chủ đây mà tại sao tôi không được thông báo? Các anh các chị coi thường người công dân quá mức nhá. Thứ nhất các anh đi qua cổng hỏi thăm có đúng nhà này không, đúng bảo hôm nay chúng tôi làm thì chúng tôi trình bày được, các anh các chị đu các anh ra thôi. Nếu như tôi là người không đủ sức kiềm chế nó xảy ra một cái gì đó thì sao, đúng không? Tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra nhá, các chị nên nhớ một điều thế. Đây là do các chị làm, các chị điều rằng đừng làm cái gì mà nó quá sai với này, đạo lý. Thế là tòa án cũng rất mong muốn là hôm nay có một ngày. Thế em rất bức xúc nhá, em nói thật chị thế. Bức xúc. Quá bức xúc luôn. Thế còn riêng công ty em nói rồi. Riêng công ty này em không, em tuyệt giao, bởi vì từ khi nó công bố không mua sản phẩm của em này em cũng tuyên bố tuyệt giao với nó luôn. Bây giờ có phòng nông nghiệp này, phòng kinh tế hạ tầng này, và bên tài chính và bên tài nguyên môi trường đất. Người ta xem xét cái diện tích ở trên đó nó có những cái tài sản gì, nếu mà công ty thì ta giải quyết, người ta yêu cầu bây giờ người ta tòa án xem xét, thì anh đến để bảo vệ quyền lợi mình, mà đó là tài sản của tôi không nhất trí thì tòa án xem xét. Anh chỉ nói không thì tòa án tài sản thì đương nhiên nó là của tôi rồi, bởi vì đất tôi còn đang nắm giữ cái đất hiện nay, tôi còn đang nắm giữ cái mà tôi có, nó có giá trị với bản thân tôi nhất đây, huống chi là cái vật trên đất nhá. Bây giờ tôi đang làm 16-17 năm nay bình yên, bây giờ 16 năm bình yên, đến năm thứ 17 đùng phát đến cơ quan nhà nước đến này bảo rằng là cái đất này tôi phải định giá thế nọ thế kia. Tôi không bán này, tôi không mua nhá. Tôi chẳng bán, tôi chả mua. Nếu khi nhá, cứ nói luôn mà nếu khi một cái tòa án mà sai lệch cái tất cả mọi thứ mà mời thì không bao giờ đến tòa án, bởi vì tòa án cấp huyện chưa đủ thẩm quyền để làm việc đất đai này. Đất này thực ra nó vượt qua thẩm quyền của huyện. Tôi thì tôi biết nó là như thế. Thế nhưng mà chẳng qua các chị làm, một là các chị phải làm, các tôi nghĩ là này, các chị là làm theo chỉ đạo, là các chị phải làm cái việc này. Chứ còn thực ra cái thẩm quyền của các chị thì nó quá vượt qua cái thẩm quyền của các chị rồi. Thẩm quyền giải quyết của án là có cái bộ luật tố tụng dân sự, người ta quy định theo thẩm quyền giải quyết. Thế là cứ có người kiện là bắt đầu là các chị xử. Còn không biết đúng hay sai. Còn không cần biết đúng hay sai thì các chị cũng không đi điều tra xem là cái việc này như thế nào. Đấy. Xác minh mà mời anh đến để anh bảo vệ quyền lợi của mình. Ôi giời ơi, thế người dân chúng tôi, lấy cái gì, lấy thời gian đâu để mà làm mà ăn? Chúng tôi phải làm phải ăn chứ. Thế bây giờ mời các thành phần làm việc xem diện tích của tôi nó có bản đồ rồi chị ạ. Thực ra tôi đã không hợp tác thì tôi không chỉ cho ai cả. Tôi cũng không quan trọng cái việc đó, bởi vì tài sản của tôi thì nó luôn luôn là của tôi nha. Tôi không cần đến cấp huyện, bởi vì cấp huyện cũng chưa cho tôi cái gì từ khi tôi nhận nó đến nay. Tôi hợp tác thì tôi hợp tác như thế thôi, tôi không ngăn cả. Bởi vì sao?
hiện nay là các anh các chị là rất đông. Nếu như một mình chị, tôi có thể dắt tay chị về nhà, rót cho chị cốc nước uống cho hạ hỏa rồi bật thôi chị ấy về, chị đừng làm việc đó. Nhưng ở đây rất là đông con người và làm việc ở đây là làm việc theo chỉ đạo nhá, làm việc theo chỉ đạo. Tôi nói luôn thế. Xử lên làm việc á. Nông nghiệp này kiểm tra tài sản. Thì mời các đồng chí công an có gì là tạo điều kiện cho tòa để hội đồng thẩm định và định giá tài sản cho xem xét. Bây giờ thì không thể là cãi thì làm thôi. Anh cãi này anh thoải mái rồi. Thế là cứ đâu thôi. Nhưng mà anh nhá, đất của em. Không, đất của em là đất có bản đồ, không cần phải đo, nó đã có số lượng. Vậy thì ở đây chúng ta làm việc như những người có học thức nhá, không cần phải đo bởi vì đất đã có bản đồ nhá. Còn diện tích này nhá, các anh chẳng cần đo, tôi đọc diện tích cho các anh cũng được, đo làm sao được. Được gì phải đo, tôi ở đây suốt với anh chị đêm hôm mà đi mò mẫm mới bảo vệ các anh chị ngủ suốt 2-3 năm ở đây rồi. Có cái anh gì đâu nhá, hai thằng kia nhá. Chúng mày thuộc vào người công ty, đừng có đụng chạm đất của tao, đừng có bước chân vào đất của tao. Đây là đất công ty. Mày ở đất công ty đi. Nếu mày ở đất công ty bây giờ nhá, tao tuyên bố tao có dao, tao chém một phát vào giữa mặt mày được. Bởi vì tao mày dám nhận là của công ty. Đi bà mày đo đi. Tao tuyên bố rồi đấy. Thằng này không được đến nàng ở đất nhà tao. Riêng cái mặt mày bước ra khỏi ngay. Mày đừng trách tao nhá. Nếu tao phải đi tù cũng là vì mày đấy, địt mẹ mày. Mày đừng, mày tao bức xúc rồi đấy. Tao nhịn là tao người nhịn là tao nhịn rất tốt, nhưng nếu lúc tao không nhịn được nữa thì mày liệu hồn. Cái đất này tao cầm sổ 17 năm nay, chưa có một thằng nào bây giờ mày đến đây mày bảo đất công ty. Mày đừng để mẹ sự kiềm chế của tao mẹ quá mức. Mày cứ tưởng chúng mày thích làm gì chúng mày làm à? Đất của tao có bản đồ từ lâu rồi, tỷ lệ 1/1730 nha. Có người giao người nhận, ngày giao ngày nhận hẳn hoi, liên hạn sử dụng tử tế, không phải là các loại vớ vẩn. Công ty bây giờ mà nhảy vào đây, tao tuyên bố tất cả những thằng công ty, nếu thằng nào gọi công ty nhảy vào đây, nhất là tao chết nha. Đất của tôi là có diện tích rồi. Bây giờ các anh các chị cần diện tích đất, không cần phải đo nha. Tôi chỉ không đồng ý là như thế. Sổ tôi có nha. Sao lại phải đi đo? Nếu mà các anh các chị mà có học ấy, thì không phải làm cái việc mà phải cầm dây để đo. Đây người ta đo bằng máy, số lô số thửa có bằng thật. Đất có người giao người nhận, ngày giao người nhận, ký tá hẳn hoi, có giá trị pháp lý tử tế, dấu từ chính phủ Hà Nội chứ không phải là đấy đâu. Không mướn công ty vào đây để đâu. Nếu cái đất này nhá mà nó thuận lợi, nó dễ dàng ấy, cấp huyện có quyền ấy, thì nó thực ra bây giờ nó chuyển sang cái mục đích khác rồi, không phải là còn cây chè nữa. Thế nhưng vì cái huyện là không có quyền đâu. Bây giờ lại bảo thu cái đất này, các chị là muốn là các anh chị kinh này đánh giá xem, các chị bảo là thu hồi của tôi chứ. Còn nếu tôi mất đất nhá, đồng nghĩa việc tôi phải chết. Tôi nói thật thế. Không xem xét. Đây nó là một que diêm có thể đốt cháy một làng. Một que diêm có thể đốt cháy cả một làng nhá. Nếu như cái que diêm này không được dúng nước ngay thì nó sẽ hỏa hoạn, sẽ gây lớn. Tôi khẳng định một điều như thế. Thế còn làm gì thì làm chứ, chúng tôi đã nói rồi. Chính quyền thì có cái giới hạn của chính quyền, chứ không phải là cứ là chính quyền, cứ là ấy rồi là muốn làm gì thì làm. Chúng tôi là người dân khốn khổ bao năm. Khi tôi nhận cái đất này không phải là bỗng nhiên mà tôi nhận nó. Người ta đến nhà tôi, người ta vận động lên vận động xuống, chúng tôi mới nhận cái đất này. Người ta nói như thế nào chúng tôi mới nhận. Một là các chị ỷ thế, các chị có quyền lực, các chị cứ làm. Hai là các chị quá coi thường chúng tôi nhá. Bởi vì sao? Các chị phải biết rằng là các chị phải, cái người ta đưa cái giấy này, người ta bảo với chị rằng là tôi không hợp tác, nhưng chị phải điều tra xem có chính xác là tôi không hợp tác hay không, đúng không? Tôi là con người như thế nào chứ? Bây giờ các chị có ngừng các chị làm như thế, thực ra tôi không đồng ý ngay từ giây phút ban đầu. Chúng ta không có thiện cảm với nhau ngay từ đầu rồi, đúng không? Có mặt tại đây thì là tòa án cũng làm trực tiếp luôn với anh đấy, cũng thông báo lại toàn bộ cái nội dung
là có cái đơn khởi kiện của công ty chè và tòa án đã thụ lý vụ án này, là thụ lý số 20 ngày 25 tháng 4 2017. Thế là tòa án đã thụ lý giải quyết mà cũng có một số cái giấy báo mà anh bảo không nhận được, đúng không? Thì tòa án cũng xem xét lại cái chỗ ấy. Và cái thứ hai là bây giờ là hôm nay tòa án tổ chức về việc xem xét thẩm định tại chỗ và cái định giá tài sản tại chỗ mà anh có mặt đây thì cũng là rất phấn khởi. Thì để anh biết được cái nội dung mà tòa án đã truyền đạt được cho anh biết là công ty chè đã khởi kiện vụ án và tòa án đã thụ lý vào cái ngày 25 tháng 4 rồi. Thì là hôm nay tòa án này cũng không làm việc vấn đề gì giải quyết là ai đúng hay sai về cái này. Và tòa án chỉ tiến hành là quyết định xem xét thẩm định tại chỗ về cái nội dung của thôi bây giờ mà, bây giờ nói như thế giờ nói như thế này. Cái thứ nhất là bây giờ như thế này. Tôi bản thân tôi chưa nhận được giấy. Phải không ạ? Hôm nay chị đưa giấy thôi, tôi nhận giấy. Đúng không? Ta làm cho nó từng bước một đúng không? Chứ đùng đùng mát anh đem ra vườn nhà tôi không bảo ông kiểm kê tài sản cho tôi. Chứ tài sản nhà tôi nó là của tôi, làm sao ai phải đến đây mà kiểm kê tài sản? Nhá. Không được, không thể đằng nào cũng làm được, bởi vì cái này tôi nghĩ rằng một điều rằng nó không liên quan gì đến ai. Thực ra nói nhá, không đúng trình tự chị ạ. Chị làm cho đúng trình tự đi, đúng chưa? Chưa thể đúng trình tự được. Chị vào nhà tôi tao lập văn bản ký đàng hoàng. Không, mời anh ra xã làm việc. Hả? Tôi không làm việc ở đây mà tôi mời anh ra xã làm việc. Đấy. Mời ra xã? Vâng. Cũng được, ok. Không, chị không mời tôi được. Cách nhất tôi là người của xã. Xã mời tôi đến, còn không ai mời tôi đến vì sao? Cách nhất, tôi nói luôn chị này. Nếu như cấp huyện ngày xưa có giao đất cho tôi, chị alo phát tôi đến luôn. Nhưng cấp huyện không giao đất cho tôi. Tôi nói cấp huyện không hề giao đất cho tôi. Vậy thì cấp huyện không giao đất cho tôi thì cũng đồng nghĩa việc cấp huyện không đủ thẩm quyền để giải quyết. Thế thì anh có nhất trí là ra xã thì tôi mời anh trực tiếp ra xã để giải quyết luôn. Theo tôi như thế này nhé chị nhé. Thôi chị cứ đưa tôi cái giấy mời được. Bởi vì tôi là người nông dân, chị nhưng tôi còn đang đi làm đây. Chúng tôi không phải là cái người ngồi đấy có lương. Chúng tôi phải đi làm để nuôi sống bản thân. Chị đưa giấy tôi. Chị đừng hành chúng tôi. Nhá. Chị mời trực tiếp, chị đưa giấy tôi. Chị không phải hành chúng tôi theo kiểu đó. Nhá. Chúng tôi còn phải làm việc. Ý là anh muốn ở xã giải quyết với anh. Xã cũng được, nhưng tôi không cần thiết phải ra đến xã mà chị cứ đưa đây giấy rồi. Chúng tôi mời trực tiếp mà hôm nay chúng tôi sẽ nhờ ủy ban xã đây. Và chúng tôi sẽ giao cho anh, tại cái bác trưởng xóm bác giao cho anh một cái thông báo thụ lý vụ án. Nhá. Đấy là để biết, anh biết được cái nội dung tòa án này thụ lý giải quyết vụ án. Tự nhiên tôi thấy là tự nhiên ông này, tự nhiên các chị lại bảo gọi ta lên tòa để thụ lý vụ án. Thế bây giờ nó phải rõ ràng vấn đề. Tôi hỏi nhá, bây giờ như này, bên kia người ta kiện tôi phải không ạ? Từ ngày người ta kiện tôi đến giờ, các chị chưa hề có một người nào vào đây để thẩm tra, để điều tra. Bây giờ vào đùng đùng một phát bảo kiểm tra, chị chưa điều tra qua cái sự việc này, bây giờ đùng một phát về đây làm. Thế thì là như thế nào? Có phải đùng phát bách mà cả cái nhà kia có đánh bạc vào bắt, đúng không? Đấy, các chị làm không đúng trình tự một chút nào nhá. Tôi nói với các chị thế bởi vì tôi là người nông dân nhưng tôi nắm bắt cái lĩnh vực này. Là tôi cũng phải nắm bắt để tôi tự bảo vệ bản thân. Đấy, chứ không phải là cái chuyện... Làm việc thì anh có làm việc không? Có chứ. Vì anh ra luôn thì... Ra được mà. Đằng nào giờ đang mưa không làm được gì. Được, anh tạo điều kiện để ra xã làm việc. Chúng tôi là biên bản làm việc đấy nhá. Và để làm việc với anh tại xã. Thứ ra này, tôi nói chị nhé, tôi làm việc không tôi cần biên bản các chị đâu nhé. Không, chúng tôi nếu làm việc với... Tôi không bao giờ tôi ký kết vào bất kể một cái thứ gì ngoài cái 01 tôi đã ký. Nha, bởi vì sao? Cái đó mới là cái của tôi. Thế thì anh cũng không nhất trí là ký hoặc cái gì ra, có ra làm việc anh cũng ký. Làm việc thôi, bởi vì sao? Để tôi hiểu được xem các chị là ai. Không thể ký được, bởi vì thực ra nói chị giờ nó là miếng cơm manh áo của chúng tôi. Thôi, nha. Thì chúng tôi cũng đã thông báo trực tiếp cho anh biết được rồi. Bây giờ các chị này, các chị đè ra, các chị làm một cái cách như này, tôi thấy là các anh các chị làm, tôi thấy nó chả có một cái trình tự gì cả. Cái thứ nhất trình tự không có, nhá. Không định giá tài sản thì tôi không đồng ý đâu nhá, tôi nói ngay từ đầu đấy. Không, cái việc hội đồng làm là việc của hội đồng. Tôi không đồng ý, là tôi nói là tôi không đồng ý, không có chấp anh bảo đấy. Anh đồng ý cho chúng tôi làm việc này tôi mới được làm, nhá. Còn cái việc hôm nay các anh các chị rất là đông, phải không ạ? Đầy đủ ban bè để làm cái việc gì đó, kể cả chị anh cái chị đốt nhà tôi cũng vẫn phải chịu. Nghĩa là hôm nay tòa người ta chỉ đi đứng điểm này điểm nọ, người ta tính cái lô này là bao rộng bao nhiêu, không ai làm cái gì cả. Không, như này anh cứ tạo điều kiện cho người ta làm. Tôi không
anh tôi nói tôi không có vấn đề gì ngăn cản, nghĩa là tôi không ngăn cản thì các anh làm gì đấy là việc của các anh. Nhưng mà cái đất của tôi nhá, thì tôi nói lại với các anh một điều này này, đất của tôi đã có bản đồ. Tôi chẳng cần phải đứng ở đâu, chẳng cần phải đo, nó cũng có diện tích, đúng không ạ? Đấy. Thế cho nên là cái việc là không các anh các chị làm thì dĩ nhiên là tôi sẽ phải giám sát theo dõi các anh các chị làm. Thế còn cái việc như là các anh cứ nhá. Thế còn riêng nhá, những thằng công ty Trẻ Mỹ Lâm nhá, thằng nào bước chân vừa là tao liệu hồn nhá. Thằng này bước ra khỏi đất của tao ngay lập tức. Bởi vì thằng này nhá, nếu như tao mà có phải, tao có phải có việc gì ấy thì mày nhá, nếu tao giết người thì mày là thằng tao giết. Mày nên nhớ một điều đấy. Bước ra khỏi, còn hôm nay nhá, cơ quan ở đây nhá, làm việc cứ bình thường. Còn riêng công ty tôi tuyên bố từ ngày nó tuyên bố rằng nó không mua trẻ của tôi là tôi tuyệt giao với nó rồi nhá. Còn tôi nói thằng đấy nhá, thằng công ty, tất cả những thằng công ty Trẻ Mỹ Lâm, thằng nào bước vào vườn cho tôi không để yên. Còn các bác cứ làm gì? Nói thế thì mới biết được cái nội dung cái nhá. Việc. Đáng nhẽ anh đến tòa để bảo. Chúng nó tuyên bố rằng nó không mua trẻ của tôi. Thì để tòa án đứng giữa để nghe xem cho anh nói đi. Chị ơi, em nói thật với chị đấy. Em nghe tòa án, em nghe tòa án tuyên bố nhiều rồi. Nói thật chị đấy, em để em thất vọng. Em rất thất vọng với cái sự tuyên bố của tòa án. Bởi vì sao? Cái người dân là cái người khổ cực, mà tại sao tòa án lại? Đây này. Em nói chị đây này, vợ em đây này, cũng là cựu chiến binh, bao nhiêu năm đi gìn giữ mảnh đất, đến khi về nghỉ, nhà nước giao cho được một mảnh đất để canh tác, bây giờ lại công ty đến đây bảo của tôi. Đây con người đây, nhà em, ba anh em, nhà em đều, gia đình đều là cựu chiến binh hết. Thế nên các anh các chị nên nhớ một chi chúng tôi nhận nó là thế nào, nó là cái đồi đây, tất cả những cái khoảng còn chè này nó là chè chết, nó như một cái bản đồ thế giới. Của tòa án thì anh lên anh thể hiện cái ý kiến của thế anh. Là tôi thể hiện ở trên đó, nó là nhà các chị bảo thế nào không. Các chị cứ nói, tôi biết các chị sẽ làm như thế không, nhá. Anh thể hiện anh tự anh tôi là tôi sợ cái đó lắm, bởi vì chúng tôi là người dân trình độ học thức có thấp, chúng tôi chỉ biết làm ăn. Vậy thì quyền lợi của tôi đang bình thường 16-17 năm nay, tại sao 16 năm đến năm thứ 17 nó lại bất bình thường? Mà bất bình thường đây là do các anh các chị tạo lên. Anh phải đến đấy. Chúng tôi có làm gì đâu. Chúng tôi không làm gì cả. Đất tôi có bản đồ rồi, việc gì phải đo. Tao gì phải đi đo lại cả. Các anh các chị đo đây chẳng qua là các anh chỉ làm để các anh có một cái việc làm của các anh thể hiện như Trung Quốc kéo giàn khoan đến Biển Đông thôi. Chứ không phải là đo làm gì. Người ta có bản đồ rồi sao phải đo. Cái người giao cho tôi là đã có bản đồ đàng hoàng. Thể hiện hết trên bản đồ đấy. Thế mà giờ phải vác dây đo để thể hiện cái anh cái chị nào người học hành có đầy đủ mà. Cái tài sản này nó gồm có chè mới có những cái gì? Cái chè thì tôi không nghĩ được, cái chè của tôi, của cái ai đâu. Sắn tài sản này. Cái đấy là cái của gia đình rồi. Hiện nay chúng tôi đang sinh sống bằng nó rồi. Chả có điều gì cả, nó bình thường như bao người dân khác. Tôi phải đến thực tế để xem trên diện tích đó có chè, có sắn này, có những cái tài sản gì. Ngay cái bước đầu tiên các anh các chị đến, các anh các chị làm việc, các anh các chị đã gây một cái bức xúc cho gia đình rồi. Các anh chị bỏ qua một cái bước đơn giản nhất, đúng không? Các anh chị quá coi thường chúng tôi. Không, thế cháu cứ đứng ở ngoài rồi trục đường chính đi nhá. Thế đứng đây cô cho người ra đón nhá. Tôi mời về nhà. Tuấn Anh ơi. Dạ. Ra trên cổng rồi đón cái chỗ hậu kinh tế hạ tầng. Hôm nay toàn cán bộ huyện thôi, không có chè chiết ở đây cả. Phải, em nói với anh này, cái thằng kia. Không phải chè, các đấy. Cái thằng nó rất bố láo. Từ cái con khỉ, cái thằng này, cái thằng nó gặp em ở trên công ty, nó bố láo tuyên bố là đất đấy đất của công ty. Em nói với anh, đất em cầm sổ ở nơi, nó là đất của công ty. Nó đẻ ra sau em 9 năm, 10 năm mà nó lại bảo là đất của công ty. Trên thằng này nhá, nếu như phải giết em sẽ giết được này, em thề anh. Nếu phải giết em giết được này, đầu tiên lần nhất khoát em giết xong em sẽ lên em gặp các anh luôn. Không bao giờ. Anh đoán là cái này nếu mà anh hợp tác ấy thì tôi muốn là vào cùng với giám đốc. Và vừa rồi các hộ là tôi làm việc với giám đốc với các nói hộ. Thật mà chị, em thất vọng lắm. Thế không làm việc thì cái lỗi thất vọng của em nó cực kỳ lớn từ khi em nhận chè này. Khi người ta giao đất, giao chè, người ta nói với em như thế nào.
các bác nông dân cứ nhận đất mạnh dạn nhận đất này đi, đất là đất của các bác 50 năm sau, không có gì thay đổi. Đây là cơ hội ngàn năm có một nhá. Và chúng em là những người, thực ra là bọn em là những người chỉ có sức khỏe chứ không có tiền. Và lúc đó bọn em phải nhận cái đất này để về để làm, để nuôi sống bản thân. Thế mà đến bây giờ đấy, chị xem, nó đến mức như thế này rồi thì lại có một người đến bảo cái đất này là của tôi, mà bên tòa án lại đứng ra bênh vực họ. Em nói chị đi, em cực kỳ bức xúc cái việc này. Nếu như em phải chết thì các chị cũng góp đóng góp cái việc các chị giết em, chứ không phải là ai đâu. Em nói thật với các anh cái gì như thế. Là sẽ vào công ty trẻ nhá. Tòa án cùng với anh làm việc với giám đốc. Tôi trực tiếp làm việc giám đốc. Bây giờ nhá, em nói với chị như này. Cái đất đã có sổ rồi vậy mà lại bảo không có giá trị. Sao mà trình bày chứ, chúng em có liên quan gì đến họ đâu. Đứng ra để bảo vệ quyền lợi cho các anh, để chúng tôi sẽ chị em chỉ cần các chị đứng ở cửa giữa thôi là bọn em đã chắp tay em vái rồi. Chỉ cần các chị đứng ở cửa giữa thôi, không cần chị về bênh vực bọn em đâu. Em nói thật đấy. Bởi vì em khẳng định với chị một điều rằng khi đất đã có chủ, nó cũng như cái ngôi nhà của mình đã có chủ. Anh phải đến thì chúng tôi cùng công ty. Bây giờ các chị cứ gây bất xúc cho người dân, nó thật. Chúng em còn phải làm phải ăn chứ. Là hai bên vui vẻ. Vui vẻ là như nào? Khi nó muốn lấy cái, em nói với chị nhá, em lên công ty mà cái thằng giám đốc ấy, em đang ngồi làm việc, nó lừa lừa nó đi vào phòng. Nó không thèm hỏi một câu nào, em đã coi thường nó rồi, em bảo thằng này đúng là một cái thằng ít học. Cái thằng truyền ấy, kể cả bây giờ em gặp nó em vẫn chỉ tay mặt nó là mày là một cái thằng mất dạy nhất, tao đến nhà mày, mày mời tao đến mà tao vào ngồi trong nhà mày, vào mày không lù mày không hỏi tao một câu. Thì chị bảo nó làm việc được với ai? Hả? Quý là giám đốc, còn trường truyền là chủ tịch hội đồng quản trị, thằng truyền nó mời em. Thế nhưng mà anh Quý thêm nào vào nhá. Thế còn nên vào thì phải nói chuyện với những người nắm được luật về đất đai nhá, chứ còn em không thích nói chuyện với những cái người mà cho tôi số điện thoại đêm nào mà bố trí được, tôi sẽ mời anh luôn qua điện thoại, mà anh mời anh vào công ty trẻ cùng với giám đốc làm việc được không? Không, xuống xã, em không vào công ty trẻ, mà vào trong công ty trẻ nó nhốt em vào anh em chết. Xuống xã em có người bảo vệ. Anh cho số điện thoại đi. Không có nói được này. Anh bảo anh công an không có điện thoại có gì là sẽ vào cùng với anh vào xã làm việc cùng luôn. Em thì em xuống xã, không vào công ty nhá, dứt khoát không vào công ty. Thế anh cho số điện thoại. 01688. 664 tuyên bố thẳng 588. Thế để vào ủy ban và cùng công ty trẻ rồi cùng nhau. Em chỉ cầu mong chị đứng được ở dưới thôi nha. Em không yêu cầu chị phải đứng như người em đâu đấy. Em thề có trời có đất. Thế còn em nói chị là em từ cách đây khoảng độ mấy tháng đấy, em bảo nếu như trường hợp có cái điều gì đó mà phải xảy ra, em thật chị, nếu mất đất người dân là phải chết, không sống được đâu. Em nói thật với chị đấy. Mất đất là người dân phải chết. Mà đất bây giờ lại tự nhiên lại gom về công ty. Công ty này thằng truyền nó là công ty, mà nó chỉ là một người như bình thường nha. Em thành lập công ty em cũng là công ty chứ không phải đâu phải là nó. Thế bây giờ nó thành lập công ty xong mà phát nó đến đây, phát nó đến sau em mà nó lại nhận ra, nó lại quay ra nó bảo là đất của nó. Đấy. Có chứ, em đang quay. Đang quay đi. Thế có số rồi nhá. Có số rồi. Anh lưu đấy nhá, có gì đâu.